Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng, năm 2022 muốn giàu có phát lên phải nghe hết video này. Vâng, xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, số phận và tương lai của con người qua mỗi năm luôn là một ẩn số thách thức các chuyên gia tử vi và tâm linh. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần sẽ chỉ rõ cho quý vị biết được bức tranh tổng quát về vận hạn của mình trong năm, để từ đó có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất giúp cho con đường tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình được phát lên như diều gặp gió. Phần luận giải tử vi tuổi Ất Hợi trong năm 2022 nhâm dần được thực hiện bởi thầy Gia Cát, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về độ chính xác và chi tiết. Trong phần luận giải này, thầy sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn những bước đi đúng đắn nhất trong năm 2022, đồng thời cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi chính xác và đầy đủ nhất giúp cho quý vị có thể khâu thu tài lộc và may mắn trong cuộc sống về cho mình. Không để cho quý vị phải chờ đợi thêm nữa, ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi cho tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nữ mạng không được bỏ lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nữ mạng cho biết năm nay vận mệnh vừa lục hợp vừa thương hại, và cung mạng xuất hiện nhiều hung tinh hỗn loạn. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tài lộc trong năm dần của những người cầm tinh con heo có nhiều thăng trầm nhất trong tất cả các con giáp, bởi vì năm dần không chỉ là năm thất sát đối với những người tuổi Hợi mà còn là năm tổn hại tài khí. Ngoài ra, số lượng các tinh bằng hung tinh trong năm cho nên vận thế của những người tuổi Ất Hợi tất nhiên là sẽ không bình thường. Đường tài lộc dù ở phương diện nào cũng có nhiều biến động, hung họa tăng dần, không thể đoán trước được. Bởi vậy, năm nhâm dần 2022, người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 không chỉ là năm đầy cơ hội mà còn là một năm đầy thử thách. Mấu chốt phụ thuộc vào cách mà bản mệnh nắm bắt được cơ hội để tăng cường thêm vận may mắn cho mình trong năm 2022 nhâm dần. Những gia chủ tuổi Ất Hợi cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, giúp cho vận trình trong năm 2022 nhâm dần được hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 phát triển có nhiều xáo trộn. Với sự trợ giúp của thần tài, nhiều người cầm tinh con lợn đã gặp được quý nhân và có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm nay. Phúc đức và quý thần có thể mang lại cho người tuổi Hợi 1995 vận may mạnh mẽ. Vì vậy, nếu con giáp này có thể nắm lấy nó tốt, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội bay lên bầu trời trong năm nhâm dần. Tuy nhiên, những người tuổi Hợi đã 27 tuổi không thể vui quá sớm. Dù sao thì năm dần cũng là năm mà bạn phạm vào tài sát và sự xâm hại của quyền thiệt khiến cho những người tuổi Ất Hợi 1995 dễ gặp rắc rối với những kẻ tiểu nhân. Những người này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội làm việc một cách vô ích. Những người tuổi Hợi cũng nên chú ý tránh ảnh hưởng của hung tinh trong năm nay, đồng thời tránh quá công khai ở nơi làm việc, hành sự cẩn trọng. Tài lộc của những người tuổi Hợi năm dần có nhiều biến động. Với sự giúp đỡ của các sao phúc tinh nên những người này chắc chắn sẽ thu được rất nhiều của cải trên mọi phương tiện. Tuy nhiên, dù có đổ vào tài khoản bao nhiêu cũng không thể chịu được sự phung phí vô độ, đặc biệt là dưới sự can thiệp của hung tinh thất sát, gây cho bản mệnh khó khăn trong việc giữ và tiết kiệm tiền. Vì vậy, đối với những người tuổi Ất Hợi 1995, tài lộc của bạn năm nay tương đối biến động, muốn giữ được của cải thì phải siêng năng và tiết kiệm. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho con đường quan vận và tài lộc được khai mở. Đồng thời, vật phẩm cũng có tác dụng xua đuổi tà ma, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, giúp cho con đường quan vận và tài lộc phát triển bền vững. Tình cảm. Nói một cách tương đối, vận may tình cảm của người tuổi Hợi 1995 tương đối suôn sẻ.
Nhờ tác động tích cực của thần tài, nhiều con giáp sinh năm 1995 có thể tìm được người bạn đời phù hợp cho mình trong năm này. Trong năm Dần, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi có đôi có cặp và nửa kia khá ổn định. Về cơ bản thì tình cảm của người tuổi Ất Hợi sẽ không bị sao hung tinh quấy rẫy quá nhiều. Không chỉ vậy, đối với những người đang yêu, năm Nhâm Dần cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn phát triển tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ lắng xuống trong năm nay và bạn sẽ chung bước vào cuộc sống hôn nhân. Sức khỏe, tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nữ mạng cho hay, điều đáng lo ngại nhất của những người tuổi Hợi 1995 chính là sức khỏe của bạn. Vì năm Dần là sự kết hợp giữa Thái Tuế và Phạm cho nên là có hại cho những người cầm tinh còn lợi. Cộng với ảnh hưởng của các hung tinh nên người tuổi Hợi tuyệt đối cần phải quan tâm nhiều đến phương diện sức khỏe, đặc biệt là dưới sự tấn công của các sao hung tinh, giảo sát và phi ma. Những chú lợn 27 tuổi không chỉ phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, thể chất mà bản mệnh còn không được thả lỏng cảnh giác về mặt an toàn cá nhân. Năm nay, người tuổi Ất Hợi phải lập một kế hoạch toàn diện để chống lại những tổn hại về sức khỏe của bạn do tai nạn và các sao xấu gây ra. Vậy nên quý gia chủ tuổi Ất Hợi cần phải hóa giải bằng cách luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đây chính là pháp khí được chế tác dựa vào bộ tam hợp của tuổi Ất Hợi, vật phẩm giúp hòa hợp các mối quan hệ vợ chồng, hòa hợp nhân duyên và các mối quan hệ trong công việc cũng như trong xã hội, giúp cho con đường tài lộc cũng như tình duyên bền vững, sức khỏe dồi dào, tài lộc vượng tiến. Hung cát, tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, năm 2022 nữ mạng cho biết năm nay vận mạng vừa lục hợp vừa tương hại và cung mạng xuất hiện nhiều hung tinh hỗn loạn, đặc biệt là quyền thiệt sẽ thu hút nhiều tiểu nhân quấy nhiễu cuộc sống của những người tuổi Hợi. Đồng thời, sự xâm nhập của giảo sát và phi ma cũng sẽ cản trở đường tài lộc của những người tuổi Ất Hợi. Vì vậy, những người tuổi Hợi nên chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh này. Tuy nhiên, có một mặt tương đối suôn sẻ trong những năm phù du, ví dụ như hợp Thái Tuế và sự chiếu mệnh của các sao may mắn quý nhân, phúc đức, phúc tinh cũng sẽ mang lại may mắn cho con giáp này. Vì vậy, năm nay sẽ có những thăng trầm đối với người tuổi Hợi sinh năm 1995. Điều quan trọng là bạn phải xem lại cách bạn nắm bắt và cân đo chúng như thế nào. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Ất Hợi năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, với sự trợ giúp của lục hợp Thái Tuế, vận trình của người tuổi Ất Hợi trong tháng này đầu năm 1995 có vẻ không tệ. Về cơ bản thì vận may sẽ nhiều hơn. Đặc biệt tháng này đang trong giai đoạn sôi động của Tết Nguyên đán. Được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực, nhiều người tuổi Hợi sinh năm 1995 có thể nhận được một số bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống trong tháng đầu tiên của năm mới này. Nhưng dù sao, người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 cũng không thể thả lỏng cảnh giác quá mức. Năm 2022 cũng là lúc năm bản mệnh Phạm Thái Tuế, vì vậy để tránh bị ảnh hưởng và tác động đến tài lộc của mình, tuổi Hợi cũng nên hành động tiết chế và làm tốt việc tránh tai họa trong tháng này. Tháng 2, người tuổi Hợi sinh năm 1995 độc thân có vận trình tình cảm vô cùng hanh thông trong tháng này. Những người này sẽ có cơ hội gặp gỡ một số bạn khác giới có chung sở thích thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Tại thời điểm này, nếu những người tuổi Ất Hợi nắm bắt được cơ hội thì bạn sẽ có cơ hội cao thoát được FA. Tháng 3, những người tuổi Ất Hợi 1995 được thần tài trợ giúp, được quý nhân hoặc bậc cao niên ở nơi làm việc giúp đỡ. Nhờ đó vận may, sự nghiệp cũng có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt là đối với những người cầm tinh con lợn thì làm nghề bán hàng, bản mệnh có tỷ lệ đơn hàng khá cao trong tháng này. Do vậy cuối tháng có cơ hội phát triển tài lộc. Tháng 4, âm lịch chịu ảnh hưởng của tiết thanh minh nên một số người tuổi Hợi có thể trạng và tâm trạng khá thấp trong tháng này. Đồng thời do hung tinh hãm hại nên nhiều con giáp này luôn dễ gặp xui xẻo trong tháng 4. Vì vậy, khuyên những gia chủ tuổi Ất Hợi vẫn nên nâng cao nhiệt tình, đừng để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân, nếu không sẽ chỉ tăng thêm tác dụng hãm hại cho thất sát mà thôi. Tháng 5, vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi 27 tuổi trong tháng này khá mỹ mãn, với sự phù hộ của ngôi sao may mắn phúc đức. Một số người tuổi Ất Hợi tham gia đầu tư tài chính đã thu được nhiều lợi nhuận trong tháng này. Và con giáp này có thể thu được lợi nhuận tương đối cao trong việc quản lý tài chính.
Nhưng dù vượng vận phát tài, nhưng cũng đừng quên dành dụm cho bản thân, bản mệnh, đừng tiêu xài quá hoang phí, nếu không tài sản của bạn cũng sẽ có thể sa sút đi rất nhiều. Tháng 6, những người sinh năm 1995 lạc quan về vận may sự nghiệp của họ trong tháng này. Dưới sự chăm sóc của Phúc Tinh, người tuổi Ất Hợi tự do có vận trình sự nghiệp tương đối lý tưởng trong tháng 6 này. Bạn cũng sẽ có cơ hội đạt được những bước đột phá và tiến độ mới trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý là tháng này tuổi Hợi có tài lộc hanh thông, nhưng trong cuộc sống cũng phải cẩn thận. Người tuổi Ất Hợi đề phòng sự đấu kỵ phá hoại của kẻ xấu, nhất là những lời vu khống ác ý từ đồng nghiệp. Bạn nên đề phòng và cảnh giác hơn nữa về những mặt này. Tháng 7, tài lộc của người tuổi Hợi 27 tuổi có chút xấu trong tháng này. Tác động của thất sát và sao hung tinh rào sát nên người tuổi Hợi thường dễ bị ốm đau, thương tật trong tháng này. Đặc biệt là tháng này là thời điểm tương đối nóng ẩm. Việc người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 ăn quá nhiều thức ăn sống và lạnh vì sợ nóng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe nặng nề. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe và sự an toàn cá nhân của mình trong tháng này để đề phòng, bảo vệ bản thân. Tháng 8, những người tuổi Ất Hợi 1995 có thể sẽ không có mối quan hệ tốt trong tháng này. Dưới ảnh hưởng của sao Thái Âm và Quyền Thiệt, người tuổi Hợi sẽ trở nên bốc đồng và cáu gắt hơn trong thời gian này. Bạn sẽ thường xuyên cãi vã xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vặt vãnh. Đồng thời, những kẻ tiểu nhân hãm hại cũng sẽ gây tổn hại đến các mối quan hệ của người tuổi Hợi. Vì vậy, bản mệnh nên điều chỉnh trạng thái và tính khí trong tháng này và không nên quá xúc động. Đồng thời, những người này chuẩn bị tinh thần để tránh kẻ gian. Tháng 9. Trong tháng 9 âm lịch, tài vận của người tuổi Hợi có thể sa sút nghiêm trọng. Một phần lớn nguyên nhân là do người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 tương đối bất cẩn trong việc quản lý tài chính. Trong tháng này, do thị trường tài chính ảm đạm cộng với tác động bất lợi của tài tinh, nên tài vận của những người tuổi Hợi chắc chắn sẽ bị suy yếu dẫn đến phá sản. Vì vậy, người tuổi Hợi nên ít đụng hàng nhất để có thể trong tháng này tránh gây ra quá nhiều tổn thất không đáng có. Tháng 10, tử vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tài lộc của những người này khá tốt trong tháng 10 âm lịch. Nhờ ảnh hưởng của thần tài, những người tuổi Hợi tháng này rất hòa thuận với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với bố mẹ. Bản mệnh có thể thường xuyên ngồi tâm sự với nhau những muộn phiền, áp lực trong cuộc sống. Thực tế điều này cũng giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tăng cường trao đổi tình cảm với mọi người. Tháng 11, tính đến tháng 11 âm lịch, trạng thái tinh thần của những người cầm tinh con lợn sinh năm 1995 có thể không được lý tưởng. Bị các sao hung tinh chiếu mệnh, một số người tuổi Hợi có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc sa sút tinh thần trong tháng này. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Tuổi Hợi dễ gặp vận đen vì thiếu tập trung. Vì vậy, những người tuổi Ất Hợi nên điều chỉnh lại trạng thái trong tháng này, đừng để những cảm xúc xấu ảnh hưởng đến sức khỏe bình thường của bản thân trong đời sống. Tháng 12, càng về cuối năm, người tuổi Ất Hợi 1995 chắc chắn sẽ trở nên bận rộn hơn, đặc biệt là về vấn đề sự nghiệp. Tháng này khối lượng công việc của bạn tăng lên gấp bội. Vì vậy, người cầm tinh con lợn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn khi giải quyết những việc nhỏ nhặt trong công việc làm ăn, không nên làm việc quá sức bạn nhé. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta cũng luôn phải vững tin vào cuộc sống có thể nói rằng là đầy chông gai này, đúng không ạ? Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2022 nhâm dần. Từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.